Xin chào các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em gần xa trở lại với kênh YouTube Xứ Ngẫu của em. Thì hôm nay em về tại chỗ cái làng chài của xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, muốn quay lại cho quý cô bác, anh chị, các bạn cùng các em gần xa để chúng ta thấy một cái cuộc sống của làng chài, công việc thường ngày của bà con ở đây nó như thế nào. Thì bây giờ quý cô bác và anh chị chúng ta cũng đang nhìn thấy, thì bây giờ cũng chưa nắng rồi mà chúng ta thấy có một bà cô bà vẫn ngồi ở tại chỗ cái làng chài này. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đang thấy thì xung quanh toàn là những cái thúng chai thôi. Nói về cái làng chài thì chúng ta nói về tàu thuyền thúng chai rất là nhiều, để ở đây rất là ngân ngang này, rất là nhiều phải không? Các bạn nhìn nhìn cái chỗ cái làng chài này thì như vậy chúng ta đã nhìn sơ qua toàn cảnh ở tại làng chài này. Công việc là bây giờ cũng rất là nắng, ánh nắng rất là ghê luôn, nắng của tháng 8 cũng nắng lắm chứ không phải là nắng không có nóng đâu, không có gắt đâu. Sự nắng tháng 8 chúng ta ở tại miền Trung thì thấy nó cũng rất là nắng, cũng ghê nha. Thôi chúng ta trở lại cái công việc cái video chính của ngày hôm nay, cái hình ảnh mà chúng ta muốn quan tâm đó là một cái công việc của những cái người gọi là cô chú thím, những người mà lớn tuổi ở tại cái làng chài này, công việc họ làm như thế nào. Thì chúng ta nhìn thấy đó là công việc họ vá lưới đó. Thì sau khi mà những chiếc tàu, những chiếc thuyền mà ở nhà hoặc là những người bạn đi đánh lưới thì sau qua một ngày hay một đêm qua một đợt thì những cái lưới nó sẽ bị rách. Rồi ở nhà thì có những cái người phụ nữ, cô chú bác ở nhà là những người phụ gia đình nội trợ, thì ngoài cái công việc mà phụ giúp nội trợ cho gia đình thì còn làm một cái công việc chính nữa, đó là vá lưới. Cô thợ cho con hỏi ít chút được không cô? Hỏi sao? Ý nói là ở nhà cô là có người bạn hay là ở nhà có tàu đi đánh lưới ở ngoài kia? Hầu kia có tàu mà bán hai tàu dồn thì xính hai cái thúng đây. Dạ. Một thúng nước tôm, thúng nước tích vậy thôi. Dạ. Để kiếm sống qua ngày. Gọi là những cái thúng chai đây là được bắt cá tích. Bắt cá tích. Đó. Như bắt cái gì nữa cô? Ồ, cái mùa tôm hùm thì quấn tôm hùm. Dạ. Tôm con á. Dạ, đi bắt tôm con á. Tôm con rồi. Dạ. Con thấy sao cái lưới này là cái lưới đỡ bắt cá gì vậy vậy cô? Cá trích. Cá trích á ha. Thì quý cô bác và anh chị chúng ta thấy thì cô đang vá những cái tấm lưới, những cái chỗ rách mà lưới này là lưới bắt cá tích. Cô là ở nhà con của cô hay là con đã đi làm? Con đã làm. Ủa, cô là rách thì nó kêu Mỹ xuống giá tấu lại nó đi. Dạ. Đi biển thì tối thì nó đi biển ban ngày nó ngủ rồi kêu mẹ xuống đây đỡ giá giùm. Mà cái bữa rách thì giá thôi, không rách thì thâu. Dạ, nhưng mà con nghĩ thường thì nó bị rách, qua một đợt đi bắt thì nó đều bị rách phải không cô? Coi như nước nó chảy thúng kia thúng lại tập tới đụng với nhau nó mới rách. Dạ. Chứ nếu như bình thường thì cũng không đến đâu mà rách. Dạ. Vàng kia vàng nợ quấn chồng tới á. Dạ. Mới rách. Dạ. Nếu như không nước chảy thì bình thường không có gì, chỉ có cá thôi không có rách. Dạ. Đây đi bữa nước bị bữa nước chảy. Một đợt bắt cá về như vậy thôi mình tính là một cái một ngày một. Thường là cái vào mùa thì ngày nào cũng đi phải không cô? Cái mùa cũng lưu tích thì mùa này là bắt đầu tối này. Dạ. Tối rồi tối tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng Chạp, tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là giảm mùa lưu tích rồi. Dạ. Rồi tối mùa mình cá cung. Dạ. Vậy thì quanh năm là đều có cái công việc làm hết anh cô? À, hết cái mùa này rồi đến cái mùa khác. Thì nó đi mền. Dạ. Mà không đi mền thì nghỉ ít khác nó đi lưu tích lại. Dạ.
Vậy cuộc sống cũng ổn, ở dân biển cũng ổn chứ phải không cô? Cũng kiếm ăn bình thường chứ cũng mới đấu giàu khó. Dạ, đủ sống chứ còn nói khá giả chắc không bị khó phải không cô? Đấy, đúng rồi, nhìn hơi khó. Dạ. Nếu như mà giàu có thì kia tập bự kia. Dạ. Còn đây thì kiếm sống qua ngày thôi. Dạ. Dạ. Như vậy cảm ơn cô. Đó, với cô bác và anh chị chúng ta đã giao lưu và nói chuyện với một người sống ở tại vùng làng chài, gọi là ngư dân, người sống ở vùng biển, thì cũng tâm sự, cũng nói chuyện cho chúng ta biết được về cái cuộc sống của bà con ở làng chài là như vậy. Tôi xin tạm dừng video ở đây. Hẹn các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em chúng ta sẽ có những video sau.